mất lâu rồi. Mất lâu rồi, đứng lên đi, đứng lên đi. Mất năm 2010, 2008. Không có người thương không, không có rồi. Mình có thương người ta không? Không. Không lẽ là đó giờ không yêu? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tăng Long, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và đây là một cái cù lao nghèo của cô bác quý anh chị. Và một điều độc lạ mà Bùi Hồ muốn giới thiệu với cô bác quý anh chị đó là anh Phụng. Em chào anh. Anh Phụng năm nay là bao nhiêu tuổi rồi ta? 40 à. 40 hả? Ôi. Xích qua đây nắng. Anh đi lên. 40 tuổi hả anh Phụng? Anh ngày xưa giờ hồi đó thì em biết anh thì cái chiều cao anh nó có lên không? Không. Anh cao được 1 mét không? Không à, dưới. Dưới hả? À. Khoảng nhiêu? Động đứng cầu chung lòng vậy. À. Có 9 tấc, 7 tấc, 8 tấc à. 8 tấc hả? Bao nhiêu ký? Có 35 à. 35 ký. Không có vợ gì không? Không. Nói cho cô bác biết rồi. Không có vợ. Không có vợ. À. Nhà anh có mấy anh em? 5 người. 5 người. Ôi nhìn ảnh kìa, thấy một cái khung hình đó, cô bác anh chị, 5 người anh em. Thì có mình anh là bị vậy hay sao? À có mình một vậy. Xích vô đây nè nắng. Có mình một vậy luôn hả? Anh là thứ mấy trong nhà? Thứ 5. Thứ 5. Ừ. Rồi hồi xưa là mới sanh ra là cậu năm mới sanh ra là không là cậu gì luôn hả? Không, sanh ra không có mà bệnh. Cậu bệnh gì? Hồi đó bụng sinh vậy. Rồi sau này có đi khám không? Có điều trị Sài Gòn. Để điều trị Sài Gòn, bác sĩ nói là sao? Nói với bà không biết, đằng này không biết. Không biết à? Bây giờ em đi làm YouTube chung con được không? Anh đi làm YouTube chung với em được không? Được. Được à? Thích không? Hả? Thích. Đâu ông, anh chờ em coi cái tay kìa. Được không? Để coi tay được. Cái tay nó chỗ này nó bị gì ha anh Phong? Bị teo cơ lúc lễ. Teo cơ hả? Hàng ngày không có cầm nắm gì được không? Có 3-4 ký là được ạ. Dạ? Có 3-4 ký à. 3-4 ký được ha, còn làm nhiều nữa không được. À. Hồi đó giờ có người yêu không? Không. À. Không có. Có đương ai chưa? Không luôn. Hả? Không luôn. Ông có thường coi YouTube thấy có nhiều người ở trên mạng đi vẫn lùng lùng giống như anh Phụng nè, vẫn có người yêu mà. Cười. Thằng này không có. Ngày nào có hả? Đâu ngồi xuống coi cho anh không? Ngồi xuống được không? Được. Khó. Có hả? Ngồi là ngồi vậy đó hả? Rồi hàng ngày thì cái việc mà tắm rửa là sao? Tự hoạt động được. Tự hoạt động được hả? 40 tuổi rồi. Tự tắm rửa vệ sinh rồi được hết. Chỉ có mình không có lao động được thôi. Rồi hiện nay thì ông sống với ai? Với ông bà. Đúng mà. Rồi mẹ? Mất lâu rồi. Mất lâu rồi, đứng lên đi, đứng lên đi. Mất năm 2010, 2008. 2008. Ồ, cậu, ông lại đây, ông cầm cái máy, em cầm cái máy giùm anh cái em. Đây là cháu hả? Em hả? Đâu, em cầm cái máy, đưa anh cầm cái máy quay. Cô bác quý anh chị không thấy mình thì năm nay 30 mấy tuổi thôi. Nhưng mà anh Phụng thì năm nay là 40. Đó, 40 tuổi nhưng mà anh Phụng chỉ có ngang đây, khoảng 1 mét hả? Ủa? 8 tấc à? 8 à? Hằng ngày gì thì hỏi thiệt. Anh Phụng ha, ông có mặc cảm không? Cũng có chứ. Cũng có hả? À. Cũng có muốn có vợ không? Không. Muốn có vợ không em làm ai sao? Không. Sao không? Hả? Sao không? Có mà mình đâu lo được cho người ta đâu rồi. nhà có đất, nghe nói nhà khá giả mà lo gì? Tài giá gì? Đâu ông cầm cái máy con ông làm, ông nói ông thích làm YouTube cầm được không? Này cầm đi, ông quay ông nói thôi. Rồi vậy là quay đó khỏi quay, rồi vậy là đang quay mặt cô anh đó. Cầm được không? Cầm nắm được không? Ồ. Cầm dễ không? Được không? Được. Đâu ông nói rồi. Mình chào các bạn nha. Giúp đỡ giùm mình nha. Giúp đỡ. Mình tên là gì? Mình là Đinh Văn Phụng. Vậy Đinh Văn? Đinh Văn Phụng. À, rồi sao nữa? Ở ấp Tân Phúc, xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Rồi, cảm ơn.
Nhưng mà thật ra thì khi mà anh Phụng cầm một cái máy điện thoại nào đó, cầm khó lắm, đâu cầm cái máy nên điện thoại không sử dụng được không? Cầm thì được, mà hai tay. Hai tay hả? Có hát ca gì được không? Không. Không à? Ông sử dụng cái máy này điện thoại được không? Được. Được. Ôi ơi. Đi ví dụ như mà anh Phụng đi cái khoảng thời gian xa khó không? Có đảo là 10 mét lại đảo là. Dạ. Yeah. Ông đi từ đó lại đây coi. Đó con đứng lại coi, đứng lại gần chú ơi. Phái vô YouTube đó nè. Con mấy tuổi rồi? Dạ chứ là 10 tuổi. 10 tuổi. Ôi ơi. Đâu anh Phụng đi đó lại đó đây cho em coi xem với. Thấy anh Phụng thấy 40 năm hả? Còn hàng ngày có uống thuốc gì không? Có. Uống thuốc bác sĩ thường xuyên hay gì anh Phong? À. Dạ hả? Mỗi tháng đi lần. Tháng đi lần. Rồi ba đưa đi. À, ông anh ngoài chợ. Ngoài chợ. Đưa đi Sài Gòn hay sao? Ở Cầu Lãnh mình ạ. À. Cái đó là thuốc gì? À, bệnh bên hang xỉn. Hang xỉn hả? Là cái bệnh đó là bệnh sau này hay sao? Mãn tính á. Bệnh lúc từ nhỏ tới già luôn. Là nói chuyện hồi mệt. Sao thoải mái nhất, ngồi hay là đứng thoải mái nhất? Đúng. Đứng hay là ngồi thoải mái? Đứng. Đứng hả? Hàng ngày thì anh Phụng ăn được mấy chén cơm ta? Có ăn chén nửa chén. Có ăn chén hả? Ăn chay hay ăn mặn? Chay. Ăn chay hả? Ăn chay đó giờ luôn. Ừ. Sao ăn chay không ăn mặn? Tại ăn chay quen rồi, lâu rồi. Mấy tuổi là ăn chay? 13, 14 tuổi rồi. Mấy cái người mà em của anh Phụng là có gia đình hết chưa? Ông anh với hai người anh với hai người em có gia đình hết rồi. Ông anh hai người anh có gia đình hết rồi. Hai người em luôn. Là năm người. Là năm. Rồi mà có mình anh là không có gia đình thôi. Ừ. Ví dụ như mà có ước muốn thì anh Phụng có ước muốn gì không? À, ước muốn thì là lo cho mình được cái hoàn toàn đời gậy. Nhưng mà anh Phụng có ước muốn gì cho cái cuộc đời của anh Phụng không? Ước muốn thì có tiền bạc đầy đủ thì sống bản thân về sau được rồi, không có gì hết. Vậy hả? Chứ không có ước muốn cho mình có gia đình riêng hả? Không. Hỏi thiệt nha, ví dụ như một người nào đó thấy anh Phụng vậy á, thấy thương thì anh Phụng có chịu không? Cái này là nói thiệt nha. Cái này ăn thua duyên nợ. Ăn thua duyên nợ. Không gài thì anh Phụng có chơi Facebook đồ không? Có, Facebook Zalo có. Có bạn không? Bạn thì bình thường, nhiều. Nhưng mà bạn nữ kìa. Cũng có nhiều mà không có người thương không, không có rồi. Mình có thương người ta không? Không. Không lẽ là đó giờ không yêu? Đó giờ có yêu không? Không. Phải, ông có nói thiệt không? Đấy. Vậy hả? Ừ. Cái vai bên đây nó bị lệch hay sao? Nó cung vậy đó. Rồi đồ mặt rồi sao? Đồ mặt này nè. Mai. Mình tự mai hết hả? Mua đồ chợ là vừa không? Không. Cắt. Không vừa hả? Mình phải ba mẹ mình cắt. Hay là đặt mai. Đặt mai ở ngoài tiệm. Dạ. Vì chặt luôn hả? Ừ. Mà hồi đó nhờ rút gì đó luôn luôn hả? Đông xẹo cái bàn tay ngang coi. Cái chân. Kéo cái chân lên con coi coi được. Ngồi kéo cái chân lên. Ví dụ như ông thay đồ dễ không? Khó. Khó lắm hả? Cũng như là khó một chút xíu thôi. Tại vì như ví dụ quần mới chặt á. Thì khó một chút. Bây giờ quay YouTube lên gì thì ngại không? Đâu có gì đâu vừa ngại. Dạ hả? Thích quay hay là ngại quay? Đâu có đâu, cũng bình thường. Như đây là nhà bà Úc là ông cha trên chú chín cột đặt về hay nhảy. Ngày xưa anh Phụng có đi học không ta? Học được lớp 6. Lớp 6 hả? Lớp 6, vậy là biết chữ rồi. Biết chữ. Đúng không? Biết hát ca vậy được không? Không biết hát. Mà hàng ngày sinh hoạt là lấy đồ lên xuống rồi ai lấy cho không? Nhiều khi mình tự mình lấy. Tự lấy luôn hả? Ừ. Chỉ có tắm rửa thì sao? Thì tắm rửa được. Ừ. Thôi bây giờ bước đi vô nhà đi. Theo quay theo ông rồi sau đó mình sẽ kết thúc clip được không? Rồi. Đi trước đi em quay sau ha. Thưa cô bác quý anh chị, đây là cái anh Phụng là trước đây thì ở quê của mình đó. Nhưng mà không, mình cứ tưởng là anh là không còn ở đây nữa, là nàng nữ lâu lắm rồi. Lên cầu thang khó không? Được. Hả? Được. Dễ không? Ồ, mỗi bước đi khó khăn ghê luôn hả? Trời ơi.
chỉ có 2-3 con sống thôi. Rồi thôi được rồi, tới đây ngần được rồi. Có ước muốn gì không? Không. Không hả? Hôm nay thì anh Phụng anh đi đám dỗ. Đi đám dỗ nên thành thử là mình không có trò chuyện trực tiếp nhiều được. Thì hôm nay đó thì đến đây thăm lại anh, thấy sức khỏe gì thì cũng nói chung là cũng chúc mừng, cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Rồi. Nha, cho em gửi tiền để mua thuốc nha. Dạ, cảm ơn hồi ăn. Ồ, nhớ em chưa? Rồi. Mai mốt đi làm YouTube chung em không? Hả? Đi không? Đi không? Leo lên xe em chở. Rồi, đỡ tới có gì đẻ luôn. Thôi chào cô bác quý anh chị, hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau. Xin chào anh Phụng. Chào. Rồi, bây giờ anh tập nói lời kết thúc đây. Rồi, cảm ơn cô bác nha. Rồi. Thôi chào anh nha. Dạ. Em làm sao? Ồ, dép cô anh đó hả? Ừ. Ôi ôi. Có nhậu không? Đôi dép của anh Phụng, đôi dép này là đôi dép của em bé ha. Ông bị hen suyễn hả? Bị hen suyễn. Đâu có chạy xe đạp gì được hả? Không. Em đó hả? Em là em hả? Mà nó ấm lên. Rồi. Đi đám vui nha. Mai mốt lên kênh Bùi Hồ TV coi nha. Rồi đi nha. Rồi bye bye coi.